Ngày 17 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cùng 4 đàn em về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang nhận định, các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam. Lời khai của Hạnh tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa hôm nay là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự. Bằng việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa, kết hợp tài liệu chứng cứ có trong vụ án, đủ kết luận các bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD, tương đương gần 11 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, theo sự chỉ đạo của Hạnh. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa phạt bị cáo Hạnh từ 7 tới 9 năm tù. Hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 triệu tới 50 triệu đồng. Phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh, mỗi bị cáo từ 5 tới 6 năm tù cùng về tội danh trên. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.